Chào các bạn. Xôi xám đây ạ. Hôm nay mình sẽ nói sâu hơn về ngành ba lô túi xách nha. Dạo gần đây đã xảy ra một số vụ việc mà chắc một số bạn trong ngành chưa nghe. Đó là vi phạm bản quyền thương hiệu, gọi là UC rồi nha các bạn. Theo luật sản xuất, mua bán theo quy định tại điều 192 Bộ luật hình sự năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2017. Khung hình phạt thấp nhất là 100 triệu đến 1 tỷ nha các bạn. Các bạn nhớ nha, rất là cao đó. Cao nhất là hình phạt từ 7 năm đến 10 năm, còn bồi thường nữa nha các bạn. Đó là ba lô túi xách này, dễ dính thương hiệu nhất, và quần áo này, dễ ví dụ giày dép thế này. Các bạn nhớ là, và đã có hai trường hợp chính vào dòng lao lý này rồi nha các bạn. Một và một là ở Vũng Tàu, và hai trường hợp này đã bị rồi nha các bạn, vì lý do là live stream nha các bạn, bán hàng thương hiệu. Mình chia sẻ lên đây để các bạn biết và tránh những hàng thương hiệu khi live stream nha các bạn. Có thể các bạn chưa biết, đất nước Trung Quốc không có luật bảo hộ thương hiệu nha các bạn. Và đây cũng là lý do tại sao Trung Quốc được mệnh danh là vua hàng giả nha các bạn. Và cũng là nguyên nhân người Trung Quốc không dùng Facebook nha các bạn. Các bạn nhớ theo dõi và chia sẻ